Sau khi vào Singapore khoảng 30 phút thì chúng tôi đã lại xuất cảnh khỏi Singapore để xuống với tàu Marina of the Sea, du thuyền 5 sao, để đi qua Kuala Lumpur. Và đây là cái tàu mà có sức chứa khoảng 3.114 người và khoảng 1.001 nhân viên, có 15 tầng và một trong những du thuyền nổi tiếng thế giới. Chút nữa đây chúng tôi sẽ xuống để vào hẹn gặp lại quý vị không gian trên cái tàu tiện nghi như thế nào.